Dạ, kênh Cuộc Sống Hậu Giang xin kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Dạ, hôm nay thì ngày 13 âm lịch, dạ 13 tháng 12 âm lịch. Hôm kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị chợ hoa ở bến Ninh Kiều ạ. Dạ, hiện tại là em đứng tại đường Châu Văn Liêm, đối diện với khách sạn Mỹ Ngọc nha cô chú anh chị ha. Khách sạn Mỹ Ngọc. Dạ. Với lại công ty bảo hiểm BAC. Dạ, hôm nay thì xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị một lô bán mai tại chợ Tết Bến Ninh Kiều cô chú anh chị nha. Rất là nhiều mai nha cô chú anh chị ha. Đây. Đây là bọn luôn. Có mai mini nữa nha cô chú anh chị. Mai mini để đèn. Em ơi, mai này đại lộc không em? Dạ, mai đó mai đại lộc phải chị. Nụ quá trời nụ luôn nha quý cô chú anh chị. Đại lộc này thì bao nhiêu một chậu em á? Dạ, đại lộc đó giá là 350 một chậu á chị. Dạ, 350 một chậu. Đại lộc với bạch mai. Là mình hết tất cả cái này. Dạ, bên đây thì bên đây là đại lộc, còn bên đó là bạch mai. Với cúc cam cái này là 350 một chậu. Dạ, 350 một chậu. Đế cũng dễ thương nha cô chú anh chị ha, nút nụ mình quá trời luôn. Đại lộc là bông từ 30 đến 39 cánh nha cô chú anh chị ha. Mini để bàn rất là dễ thương luôn nha cô chú anh chị. Cái đó là bạch mai á chị? Bạch mai phải không em? Dạ. Bạch mai quá trời nụ luôn cô chú ơi. Nụ lớn luôn nha, nụ tròn lớn luôn. Mấy cái này là kịp Tết nha cô chú anh chị. Cái này bạch mai luôn phải không em? Dạ, bạch mai luôn. Cái này là bao nhiêu một chậu em ha? Dạ, cái này cũng 350 một chậu á chị. Giá dễ chơi nha cô chú. Ở đây thì em có bao nhiêu loại em ha? Dạ, ở đây em có mai quấn, đại lộc, bạch mai, cúc cam, phúc lộc thọ với giảo phú đức chị. Có em có cây cúc cam nào không em cho chị coi thử cây cúc cam ha. Dạ. Được chỉnh sửa thân lắm, rất là dễ thương nha cô chú chị. Rồi cúc cam. Cúc cam là bông từ bao nhiêu cánh em ha? Dạ, cúc cam là bông nó 24 cánh vậy. Ở đây có cây mai mai quắn. Hơi ngược nắng xíu nha cô chú chị. Quá trời nụ luôn cô chú ơi. Cây mai quắn này giá sao em ha? Dạ, cây mai quắn nó giá 3,5 triệu chị. 3,5 triệu. Ủa, nhìn cái nước quắn dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Cao khoảng chắc khoảng 50-60 cm phải không em? Dạ, cao cũng khoảng 80 cm chị. 80 cm nha cô chú anh chị là 3,5 triệu. Cây này mà nó ra bông nhìn nó cưng lắm nha cô chú ha. Rồi, bên đó là đại lộc phải không em? Dạ, bên đó đại lộc. Đại lộc quá trời nụ luôn nha cô chú ha. Lấy bò tới đây. Đại lộc này thì bán giá sao em ha? Dạ, đại lộc có đó 1,5 triệu cây chị. Là mình đồng giá luôn hay tùy cây em? Dạ, tùy cây. Đậu nhỏ là 1,5 triệu, còn hàng bên đó là 5 triệu. 5 triệu. Hàng cây lớn là 5 triệu nha quý cô chú anh chị. Nước nụ là quá cho nụ luôn. Em có thể cho
chị xin số điện thoại để cô chú anh chị mình dễ có muốn đến chỗ cái địa điểm mình. Dạ, số điện thoại của em là 0383 091 289. À, địa điểm bán mai của mình ở đây là ở đâu em ha? Dạ, ở phường Phú Tân, quận Ninh Kiều, đường Châu Văn Liêm chị. À, đường Châu Văn Liêm. À, đối diện với khách sạn Mỹ Ngọc nha cô chú anh chị nha. À, quý cô chú anh chị, mình đang ở Cần Thơ thì mình nhanh chân đến ngay với chỗ của mai vàng của em, là mai vàng Phúc Thuận phải không em? Dạ. Dạ. Dạ, là mình lựa chọn ngay một cây mai đẹp cho cô chú anh chị ha. Ở đây em có một cái cây mai bay, đại lộc dáng bay. Dạ, đại lộc dáng bay. Thì bao nhiêu tiền em ơi? Dạ, dán bay đó cũng 5 triệu đó chị. À, 5 triệu là cái ba cây mai lớn này 5 triệu. Dạ. À, tốt là mình trưng một cây đại lộc trong nhà rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi. À, ngoài đại lộc với quắn mình còn cây nào nữa không em ha? Mình còn giống dạ, còn cúc 150 trong với phú lục họ trong đó chị. Cây nhỏ. Chậu nhỏ này là chỉ có từ 350 phải không em? Dạ. Từ 350 cho tới 400. 400, 350 400 thôi nha cô chú anh chị, giá cũng rất là dễ chơi, giá mềm nha cô chú nha. Rồi, đế cái này giống mai gì mà đế đẹp quá. Dạ, cái đó giả Hữu Đức chị. À, giả Hữu Đức. Dạ. Ghép liền cốt luôn nha cô chú anh chị nha. Cái này thì bao nhiêu em ha? Dạ, cái đó cũng 350 á chị. 350. Mình có một cây để bàn là hết ý nha cô chú anh chị nha. Cúc 150 là cái nào em ha? Dạ, cúc 150 trong đây. Cây bên đây. Cây này. Dạ. Ồ. Ở cây này giá bao nhiêu em ha? Dạ, cây đó 600 chị. 600. Dạ. Cúc 150 đang nụ nha cô chú anh chị. Đang nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Cái này cũng 150 luôn hả em? Dạ không, cây đó cây cúc bi chị. À, cây cúc bi nha cô chú anh chị nha, cho chị mượn nha. Cây cúc bi cũng đang nụ nha cô chú anh chị. Cây cúc bi này khi nào mình lật lá em á? Dạ, cây cúc bi đó gầm em lật lá chị. À, gầm. Dạ. Tại cái nút nụ nó lớn phải không em? Dạ. Cây cúc bi này thì mình bán giá sao em á? Dạ, cúc bi đó cũng 600 á chị. Dạ, 600. Cái cái gì em? Dạ, cây đó cây phúc lục thọ. Dạ. Mai phúc lục thọ nha quý vị. Dạ. Chú anh chị nghe cái tên thôi là đã hay quá. À, quá trời nụ luôn nha quý vị chú. Ở phúc lục thọ này mình bán giá bao nhiêu em ha? Dạ, phước lộc thọ đó cũng 600 luôn chị. Dạ, 600. Dạ. Là phước lộc thọ với lại cúc 150 là 600 ngàn một cây. Dạ, với cúc bi luôn. Dạ, cúc bi. Dạ. Còn những cái hàng mini để bàn là chỉ có từ 350 tới 400 ngàn thôi nha. Dạ, còn cúc cam mini thì giá 150 chị. 150. 150 ngàn là dạ. Cái cúc cam nha quý cô chú anh chị nha. Đó, giá đầu chợ mà giá rất là hữu nghị cho chú anh chị ha, giá rất là để chơi cho mấy cô chú 150 ngàn cái cúc cam. Ôi,
Cái này cái gì mà nụ nhiều dữ em? Dạ cái đó bạch mai chị. Ồ, bạch mai. Bạch mai như cô chú. Quá trời nước nụ luôn. Dạ cái hàng đó 400 chị. À, 400 là hàng chậu lớn này thì 400. Dạ chậu lớn 400. À, chậu nhỏ nhỏ này thì 350 với lại 150 nha cô chú anh chị, giá rất là dễ chơi nha. Đây là địa điểm bán mai tại chợ Tết của em Thuận nha quý cô chú anh chị nha. Đối diện với khách sạn Mỹ Ngọc. Cô chú anh chị đi đường Châu Văn Liêm mình xuống đây là gặp chỗ cái vườn mai cái lô của Phúc Thuận nha cô chú anh chị nha. Em cho chị xin lại số điện thoại nha em ha. Dạ số điện thoại của em là 0383091289. Rồi, giờ chị cảm ơn em đã chia sẻ nha. Chúc em năm mới mua mai bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip hôm nay ạ. Chúc quý cô chú anh chị bước sang năm mới có một năm thật là vạn sự như ý ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau ạ. Cơ sẽ chia sẻ cập nhật thêm nhiều địa điểm ở tại chợ Tết Ninh Kiều cô chú anh chị nha.